Xin kính chào các bạn, chào quý vị khán giả. Hôm nay mình có một cái trải nghiệm cực kỳ đặc biệt trên cái đảo nổi ở sông Hồng và một cái chuyến đi dã ngoại bằng tàu du lịch và thuyền cao tốc. Xin mời các bạn theo chân mình. Vâng, xin giới thiệu với tất cả các bạn, trên màn hình nhỏ của mình là anh Hải. Anh Hải là chủ đảo Bãi Lau ở bãi giữa sông Hồng nha mọi người. Thì hôm nay nhân một chuyến mình đi về quê và đi du lịch thì được anh Hải dẫn đi thuyền trên sông và thăm bãi giữa Bãi Lau và cái bãi cắm trại ở cầu Vĩnh Tuy. Thì khi cái tàu có mình và gia đình và anh em đang cập tới cái bãi cầu Vĩnh Tuy rồi thì hai anh em đi cano dạo sông và sang bên kia bờ sông, đó là phố Ngô Quyền, để mua nước mía để chiêu đãi các bạn của mình ở trên thuyền và trải nghiệm cái cảm giác đi cano ở trên sông Hồng. Đây thì thực ra là một cái mình gọi là cái xuồng cao tốc cũng được, nó chạy bằng cái máy Yamaha, trong tốc độ thì cũng nhanh ấy. Theo mình tính dự tính thì chắc nó khoảng được 40 km/h, nó cũng không thua kém gì xe máy ở trên cạn đâu. Hai anh em thì đang vượt sông từ bên bãi bên đây chân cầu Vĩnh Tuy, trước mặt mình là cái cầu Vĩnh Tuy đó, cầu Vĩnh Tuy bắc ngang sông Hồng ấy. Anh em sẽ chạy qua sông sang bên mé bên kia bờ. Bên đó thì cũng có một cái bến đậu và mình nghe nói là bên đó là có cái đền thờ Hai Bà Trưng. Thì mời các bạn theo chân mình sang bên đấy, mình sẽ quay lại cái mé bờ bên đó để mọi người được biết nhé. Vâng, anh Hải thì là chủ đảo và cũng là người làm tour du lịch các bạn ạ. À, bây giờ thì bắt đầu cập bến đây. Cái neo tận nhân bờ hả anh? Vâng, một trải nghiệm rất là thú vị. Bây giờ thì cano mình đã cập bên bến sông và đi theo một cái đường bậc thang rất là cao thì lên trên bên đây là phố Ngô Quyền. Thì hai bên dãy nhà đó là nhà khu vực đền thờ Hai Bà Trưng, thì các cháu thiếu nhi cũng ra đây đá bóng, đá banh, sinh hoạt và ra ngoài bến sông để hóng mát. Còn phía bên kia là đền thờ Hai Bà Trưng, nhưng mà hôm nay thực sự chắc cũng không có thời gian để vào thăm đền được mọi người ạ. Mình sẽ đi mua nước mía. Phải đi thuyền đang đậu ở bến. Nước mía ở đây thì 10.000 một ly, một ly lớn. Thì sang đây là mua là người ta sẽ xay, cũng giống như ở mọi nơi thôi. Người ta sẽ xay trực tiếp và đóng vào các cái ly lớn. Thì tí mình đem đi. Thực ra thì đường phố Hà Nội cũng không ồn ào náo nhiệt hơn thành phố Hồ Chí Minh là bao nhiêu, mức độ người cũng không đông lắm. Thì thấy khung cảnh buôn bán cũng rất là bình dân, chậm chạp nhẹ nhàng thôi. Chú ơi, cho cái bến tàu, cái chùa đó gọi là chùa gì ấy chú? Đền Hai Bà. À, đền Hai Bà. Nhưng mà bên kia đường mới là đền. Đúng rồi, đình. Đình, đó là đình. Đền là đình. Đền này gọi đền. Vâng, gọi là đình. Nhưng mà cái này mình là gọi là đền. Còn đây là... ấy đi chị lắc cho. Vâng, cảm ơn chú. Đi. Chú có thể đọc cho cháu cái địa chỉ quán nước mía. 943 Bạch Đằng. 943 Bạch Đằng. Phố Bạch Đằng.
ngay bến đỏ. Mình thì mua 20 ly nước mía. Đoàn của mình đi thì hơn chục người thôi, nhưng mà cứ mua như vậy thì ai cũng thêm thì uống. Và chú bán nước mía này cũng rất là vui tính, chú rất là nhiệt tình, đã xách dùm luôn cho mình và cùng anh Hải để đi ra ngoài bến tàu luôn, à bến ghe, bến xuồng. Thì cũng giới thiệu sơ với mọi người, anh Hải thì là một người anh của mình, và anh ấy cũng làm cái tour du lịch trên sông, và anh ấy là chủ của bãi lau trên bãi nổi ở trên sông Hồng. Thì chắc mình cũng không có giới thiệu nhiều ở trên cái video này được, thì mình sẽ ghim lại cái số điện thoại của anh Hải để mọi người có nhu cầu đi du lịch trên sông, thăm bãi giữa, thăm cầu Nhật Tân, check in cầu Thăng Long thì sẽ liên hệ với anh Hải. Và cái số điện thoại thì mình sẽ để trên màn hình. Thì mọi người nếu có nhu cầu đi du lịch dã ngoại, đi trải nghiệm cái cuộc sống của trên sông nước và đi thuyền ngắm cảnh trên sông thì liên hệ với anh Hải nha mọi người. Mình sẽ ghim lại cái số điện thoại chính của anh ấy ở trên màn hình. Thực ra là mình cũng rất bất ngờ, tại vì mình sống ở trong thành phố Hồ Chí Minh, khi về quê và lên trên Hà Nội thì được trải nghiệm một cái tour du lịch phải nói trở về thiên nhiên cực kỳ là ý nghĩa. Cũng tùy theo cái sở thích của mọi người, nhưng với mình thì rất là hay. Cái video này mình chỉ quay cái cảnh là từ cái tàu mình đi sang sông để mua nước và quay trở về thôi, chứ còn thực ra cái tour du lịch của anh Hải ở trên sông thì gồm một cái khám phá cái đảo lau ở cái bãi lội ở giữa sông Hồng và nó sát cầu Long Biên. Có thể mình sẽ ngắm được xe lửa nó sẽ chạy qua chở hàng và khách đi qua sông, tại vì cầu Long Biên thì là cái cầu xe lửa. Và cái video sau mình sẽ giới thiệu với các bạn tiếp theo là cái khung cảnh khi mình lên trên cái đảo lội của anh Hải. Mình tạm gọi là cái đảo lội đi, thực chất thì có thể nói nó là cái bãi bồi tự nhiên và cây cối rất là hoang vu, rất là gọi như là thiên nhiên đấy mọi người. Anh Hải thì là một người rất là nhiệt tình mọi người ạ. Anh có cái sức khỏe đó, anh vẫn xoay trần ra và anh không đội mũ gì hết, anh điều khiển tàu đó, và calo rất là nhiệt tình nữa, rất là nhiệt tình với khách hàng. Mình thì là một người em thôi, mình nghĩ là anh với khách hàng thì có lẽ anh Hải sẽ nhiệt tình cũng như mình thôi. Còn bây giờ thì hai anh em lại lên cái xuồng cao tốc để chạy sang bờ bên kia chỗ cái thuyền du lịch của mình. Hiện tại bây giờ khung cảnh là nó là buổi chiều mọi người ạ, nó là khoảng 5:45 chiều. Thì ngồi trên xuồng cao tốc ấy thì sắp sửa là mặt trời lặn nha mọi người. Nhìn cái ánh sóng ở cái chân vịt tàu ấy và cái mặt trời nó chiếu xuống thì nhìn nó rất là đẹp. Cái này mình rất là thích cái cảm giác, cái trải nghiệm này. Cũng một chút nữa thì sẽ ở trên tàu thì mình sẽ được ngắm được cái hoàng hôn mặt trời nó xuống. Đó. Trên sông thì nó trời thì vẫn là nắng nha mọi người, nhưng cảm giác cái nước nó lên nó rất là mát, mà cái tàu nó chạy với tốc độ chắc cũng khoảng 40 cây số giờ, nên là vừa nước ở dưới lên vừa gió lên rất là mát. Một cái trải nghiệm thật là thú vị mọi người ạ. Vì cái tour này mình đi thì hơn 3 tiếng, thì ban nãy là đã đi thăm cái bãi rồi. Còn bây giờ là tới cái chân cầu Vĩnh Tuy thì mình tàu dừng để cho mọi người lên tắm trại hay là nghỉ ngơi gì đấy. Thì mình được trải nghiệm với anh Hải để đi calo qua sông, và bây giờ cũng đã về tới bến thuyền của mình. Thì chắc là cái video của mình đến đây mình xin kết thúc, và hẹn gặp lại với các bạn ở những cái video sau. Mình sẽ giới thiệu
những cái khung cảnh có cái đảo lộn với các bạn.